Toner là cái bước đầu tiên mà giúp các bạn mở cửa làn da ra, để sau đấy các bạn có thể bước vào trong cái khu vườn da đấy. Sau bước toner thì bước thứ hai cực kỳ quan trọng, đấy là các cậu phải sử dụng serum hoặc là emulsion. Nếu như buổi tối chắc chắn thì phải có một bước thứ ba. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với nhỏ của Channel Wish. Hôm nay là cái video đầu tiên mà tớ quay sau Tết. Thật ra thì tại vì là ở nhà tớ là kiểu như là ăn Tết với em xong. Mấy ông cậu ăn Tết nào chưa, kiểu như là còn mùng còn Tết. Các căn bản mẹ tớ cứ ở nhà ăn chứ béo thì Tết nhất ở nhà dịp riết làm gì. Nhưng công nhận đi, năm nay cũng là một cái năm mà có một cái Tết rất là khác biệt. Tự dưng trước Tết thì lại bùng dịch, cho nên là có một số nơi thì cực kỳ hạn chế đi lại, cũng như là bình thường thì hay đi chúc Tết hoặc đi du xuân rất là nhiều nơi, nhưng mà bây giờ thì có những gia đình hoặc là có những cái vùng thì chắc ngồi ở nhà rồi gọi điện chúc Tết rồi chắc xem livestream ăn cùng với nhau. Tớ đùa thôi, không biết là các cậu ăn Tết nào, chứ thật ra là cái mùa Tết này tớ cũng rất là bận rộn. Và tớ sau khi mà tớ cực kỳ bận rộn và cũng như là lười nhác, vì mỗi lần mà tớ về nhà thì tớ đều cực kỳ lười nhác, thì tớ phát hiện ra là cái sự lười nhác này cần phải làm video và dưỡng da lúc lười nhác như thế nào. Video này sẽ nói về 3 bước dưỡng da tối thiểu cần phải có và con gái cần phải biết dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, để chúng ta có thể có một làn da rạng người, khỏe khoắn. Và quan trọng là các bạn biết gì không? Dưỡng da để make up còn đẹp, nhưng các bạn không dưỡng da thì dù các bạn make up lên có lủng lộn cỡ nào thì một lúc ấy nó cũng cực kỳ là buồn cười luôn. Tớ vừa mới ngủ dậy nên là các cậu có thể thấy là mặt tớ kiểu hơi bị ngu. Thật ra là ngủ nhiều ấy, mặt bị đần luôn ấy. Xong rồi lúc nào cũng cảm thấy cái mí mắt thì lộn xộn. Xong rồi mặt mũi đó, nhưng mà mỗi lần ngủ dậy là tất bật luôn, làm là nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo. Thật ra thì nói là giặt quần áo nhưng mà thật ra chỉ bỏ mới giặt thôi. Nhưng mà cái quan trọng đây là trước Tết thì lau chỗ nào cũng lau chùi chùi. Và tôi kể các cậu nhá, cái lần này về quê ăn Tết rất là gọi là một hành trình rất là cam co, lại tự dưng bùng dịch. Mà lúc đầu tớ định về Hà Nội, xong tớ đã quyết định không về nữa và tớ có về hẳn quê tớ là ở Thanh Hóa luôn, ở dưới quê luôn. Thì nói chung mặc dù đi di chuyển đâu như thế nào thì các cậu nhớ phải đeo khẩu trang và khai báo y tế đầy đủ. Và lần này cũng bởi vì là kiểu như về quê rất là gấp gáp vì sợ là không được bay, rất là nhiều tin đồn. Thế sau người ta chỉ xách được đúng cái vali về quê, và trong khi tớ hứa là được trước anh chị em họ hàng dưới là về quê tớ sẽ mang rất là nhiều quà mỹ phẩm các thứ, nó cũng chẳng mang được về gì. Cho nên lần này về quê ăn Tết với tớ chỉ mang mỗi một cái bộ dưỡng da rất là basic mà đến từ một cái thương hiệu mà cực kỳ quen, đấy là The Face Shop. Và đây là một cái bộ sản phẩm mới ra luôn. Và nó lại chỉ có đúng 3 bước thôi các cậu ạ. Cho nên là cái video này mới hình thành là cái sự lười biếng 3 bước cơ bản. Thì cái này mới hack được. Rồi được chưa? Một cái tóc lên. Ok các cậu, bước đầu tiên là bước mà không thể nào thiếu và là cái bước hao tiền hao của nhất, tại vì là cái bước người ta sử dụng nhiều nhất. Không gì khác, đấy là bước sử dụng toner. Tại vì sao? Tại vì mỗi lần mà sử dụng xong toner là tớ cảm giác cái mặt tớ nó sẽ dịu hơn. Tại vì một cái tác dụng cực kỳ quan trọng của toner đấy là giúp cân bằng của pH trên da. Với cả quan trọng hơn nữa là tớ thích nghe này, tại vì cái vùng dầu của tớ, đây là cái vùng chữ T này, nó vẫn dầu mặc dù hai bên má của tớ thì nó khô, kiểu da nó hỗn hợp linh tinh ấy. Cho nên là mỗi lần mà sử dụng toner là tớ cảm thấy nó gọi là cái mặt nó rất là mang lại một cái sự thư thái và cân bằng hơn, nên tớ rất là thích sử dụng toner. Và toner cực kỳ quan trọng và không thể skip qua được, và đây là một bước rất là basic. Sau khi mà các bạn rửa mặt, tẩy trang các thứ nhá, thì phải sử dụng toner, là tại vì lúc đấy nó sẽ cân bằng được pH này. Và toner có một số tính năng khác, ví dụ như có nhiều dòng toner giúp làm thu nhỏ chân lông này, giúp làm giảm thâm mụn này, giúp cấp ẩm sâu cho da để nuôi dưỡng da khỏe mạnh hơn. Toner là cái bước đầu tiên mà giúp các bạn mở cửa làn da ra, để sau đấy các bạn có thể bước vào trong cái khu vườn da đấy. Các bạn sử dụng serum, dùng cream, dùng rất nhiều thứ sau đấy, bởi vì toner là một bước tiền để cực kỳ quan trọng. Đây thì tớ sử dụng cái bông khá là basic. Cái bông này thì các bạn có thể mua ở gần như tất cả mọi nơi ấy. Cái này thì tớ về nhà, tớ về quê không mua được cái bông mà kiểu như là nó mỏng để kiểu có thể đắp được toner hoặc là dùng dưỡng lên trên mặt, mà chỉ có cái dòng bông tẩy trang rất là basic như thế này thôi. Nhưng mà cái này nó cũng vừa, nó không quá là dày để đỡ bị hao toner ấy mọi người. Bước đầu tiên thì tôi sẽ sử dụng toner The Wardam Artemisia này của The Face Shop. Đây là một cái dòng mới ra của The Face Shop, và các bạn nhìn thiết kế này. Thấy luôn, đây không phải chai nhựa tầm thường đâu các bạn. Đây là một cái chai kiểu cái này là bằng thủy tinh.
rất xịn sò luôn ấy, và nó nặng. Và nếu như các bạn tìm hiểu về cái dòng Jewadam Artemisia này của The Face Shop ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là kiểu như mọi thứ nó rất là thiên nhiên, rất hài hòa và kiểu giữ trọn thanh xuân ấy. Nó rất là, tôi thích những cái thứ có câu chuyện như vậy, tại vì có nhiều thứ để kể mà các cậu. Đấy, hôm nay là buồn hơi nhiều, tám hơi nhiều, trong khi nhá giọng rất là khàn nhưng mà vẫn đang máu nói, tại vì hôm qua hát không hiểu sao vẫn hát karaoke lâu lắm rồi mới hát karaoke nên rất là bị sung. Đây, tôi sẽ cho để các cậu thấy nhá, cái chất của toner này là cái dạng lỏng lỏng và nó là một cái nước nó không có màu. Đấy, thấm đều vào bông. Thì sau khi mà tớ cho vào bông thì thói quen của tớ là tớ sẽ làm như vậy để nó thấm đều vào bông tẩy trang, vào cái miếng bông, rồi tách ra là mình đã thấm đều hai mặt. Thì mình bắt đầu nhẹ nhàng này. Đấy, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, các cậu chấm cũng được. Đấy, các cậu chấm nhẹ như thế này cũng được, hoặc những bạn nào làm nhẹ như thế này cũng được, tại vì như này nó xuôi chiều lỗ chân lông ấy thì nó sẽ tốt nha, kể cả khi tẩy trang hay là các cậu làm bất cứ điều gì cũng được. Đấy, trời ơi, nó có một cái mùi nhá, nó thoang thoảng nhẹ nhẹ, hơi thiên kiểu chanh một vitamin C ấy. Kiểu cái mùi nó là cái mùi fresh nhưng mà nó không cụ thể là cái hương của cái loại trái cây hay là cái hoa cúc hay cái gì như những cái dòng sản phẩm khác. Đấy, khi mà ta dùng một bản này, các bạn thấy là cái bên này này nó đang kiểu như kiểu cà filter nhẹ chút, tại vì nó rất là mịn, và khi mà tớ lau toner nhẹ nhàng như thế này thì tớ cảm thấy là nó rất là fresh, nó thoáng. Bên này nó thoáng, cái cảm giác lên da nó khác hẳn luôn so với cái bên chưa dùng. Nó rất là nó thoáng mà nó hơi mát mát, nhìn nhẹ hơi cực kỳ luôn ấy. Về thành phần thì dòng toner Jewadam Artemisia này có thành phần từ đường lên men và có thể hút và giữ nước, tạo thành cái lớp màng nước giúp cân bằng độ ẩm, cấp nước tức thì cho da luôn. Lại một lần nữa phải nói đấy là rất là mê cái cảm giác mà thấm nhanh, không có cảm giác bị dích hay nhờn, không bị đặc, không có một cái mùi hương gì mà mình cảm thấy khó chịu cả, rất là thiên nhiên và rất là mê. Tớ cực kỳ bị một cái bệnh mà không biết là nên nói với các cậu như thế nào, đấy là cái bệnh bị hơi tự luyến mỗi khi mà sử dụng toner xong. Lúc đấy ấy, là nhảy da, khi mà các bạn vừa mới tẩy trang, các bạn rửa mặt xong thì da các bạn sẽ sáng hơn, sẽ sạch. Và khi các bạn sử dụng toner xong, ví dụ như cái dòng sản phẩm này này, thì nó rất là dịu nhẹ và nó rất là thoáng. Xong cái lúc mà cái cảm giác lên mặt rất là phê, đúng không? Nhưng mà nhảy, so với cái lúc mà sử dụng serum hoặc cream là những cái bước cuối cùng của skincare nhá, skin mà các bạn chưa bôi cái gì thì cái lúc này tớ tự luyến cái da mặt nhất, tại vì lúc này nhá, nó trong trẻo, nó không bị gọi là bóng, gọi nhiều khi nhiều người gọi là bóng nhẫy, mà cái này nó rất là thoáng, rất là fresh và nó rất là kiểu flawless kiểu như vậy đấy các cậu. À, một cái điều mà lúc nãy tôi đã mention với các cậu ấy, đấy là nếu mà ai mà có điều kiện mà mua được cái là dòng bông tẩy trang mà nó mỏng ấy, thì các cậu có thể có một cái cách tiết kiệm và cực kỳ đơn giản, tức là các cậu nhiều khi không cần phải mang thêm mặt nạ giấy hay cái gì cả, các cậu có thể sử dụng trực tiếp toner Jewadam này để có thể cho vào cái miếng bông tẩy trang, xong rồi chúng ta sẽ đắp lên mặt như này này, thay khoảng 5 phút thôi là các cậu đã có một cái làn da mà nó kiểu căng hơn và thay cho cái bước sử dụng mặt nạ giấy luôn. Như thế rất là tiện lợi và cực kỳ tiết kiệm nó luôn. Sau bước toner thì bước thứ hai cực kỳ quan trọng, đấy là các cậu phải sử dụng serum hoặc là emulsion. Thì serum và emulsion là gì? Để tớ giải thích sơ sơ cho các bạn nào mà chưa hiểu ấy, thì cái bước thứ hai của tớ sẽ là cái dòng Jewadam này, và cái chai này là cái chai emulsion chứ không phải là cái chai serum, tại vì các bạn có thể thấy là cái độ to của nó gần bằng cái chai toner. Và cái dòng emulsion này là gì, có thể gọi một cái tên nó bớt khoa học, đấy là sữa dưỡng. Thì cái này cái texture của nó sẽ lỏng hơn và nó giống như là sữa vậy ạ, giống cái màu nó sẽ hơi kiểu trắng trong trong một chút và nó sẽ hơi lỏng lỏng chứ nó không quá đặc. Nó giống như sữa mà nó sẽ đặc hơn cái sữa mà chúng ta uống. Serum ấy thì thường cái texture của nó sẽ là kiểu đặc và nó sẽ ít hơn cái dung tích của cái chai serum, bao giờ nó cũng nhỏ hơn bởi vì nó tinh chất cô đặc hơn. Thì tùy thuộc vào sở thích, thói quen cũng như là cái nhu cầu của mỗi người mà chúng ta sử dụng. Bởi vì cái tính chất là nó cô đặc cho nên các dòng serum ấy thì khi mà dùng lên da thì khá là nhiều người than là nó bị bí và nó lâu khô, nó dích, nó thế này thế nọ chai lọ, tại vì nó rất là cô đặc mà, đúng không? Vì thế cho nên là họ mới sinh ra một cái dòng, đấy là cái dòng sữa dưỡng này, tại vì cái texture của nó sẽ mỏng hơn, nó thấm nhanh hơn, nó phù hợp cho những cái bạn mà da dầu, da mụn hoặc là những cái làn da mà dễ bị kích ứng và cần một cái sự thông thoáng nhanh gọn hơn, bởi thế cho nên là mới sinh ra cái dòng này. Và cái này nếu mà ở trong một cái bước skincare cầu kỳ thì cái này
sử dụng sau serum nha các cậu, tức là serum trước sau rồi đến cái này đó. Còn nếu mà không có serum thì các cậu sẽ dùng cái này ngang ngược serum luôn đấy. Để tớ sẽ cho các cậu xem picture này, thấy không? Đó, nó không quá đặc và nó không hề lỏng nha. Đấy. Cái mùi hương thì cái dòng Zewadam Artemisia này nó có một cái tông mùi y chang nhau, một cái mùi rất nhẹ nhẹ và như tôi đã nói đấy, thiên về cái mùi fresh và hơi mùi như mùi vitamin C, mùi chanh ấy. Đấy, thì đây này, nó lên tay tớ này, nó rất là thấm nhanh luôn. Đó, đấy, thấy không? Các cậu thấy không? Trời ơi, rất là thích luôn đấy. Cái này thì tớ thích sử dụng nhá, cho cả sáng và cả tối luôn. Kể cả sáng tớ không make up ấy, nhưng mà khi ngủ dậy ấy, ở ngoài này thì tớ hay kiểu da tớ nó lại bị khô. Trong chai sữa dưỡng Zewadam Artemisia này thì có thành phần nhũ hoa chiết xuất từ gốc đường tự nhiên, cho nên là sẽ tạo một cái độ mịn mượt cực kỳ mịn mượt luôn, nhấn mạnh luôn đấy, của cái dòng sữa dưỡng này. Khi các cậu xoa lên da, các cậu thoa lên tay, các cậu đã cảm thấy rồi, mà khi mà thoa lên mặt thì các cậu thấy rất là mịn và mượt luôn, và đồng thời nó sẽ cấp ẩm cực sâu cho làn da đấy. Như thế này ý, là tớ đã skincare xong cái buổi sáng của tớ. Tớ chỉ làm 2 bước thôi, nhưng mà riêng buổi tối thì tớ chắc chắn phải có 3 bước. Như thế này là đối với những ngày lười của tớ, là tớ chỉ có skincare như thế này rồi tớ thôi ấy. Nếu mà tớ ở trong nhà tớ không đi đâu hết đó. Còn nếu như buổi tối chắc chắn thì phải có một bước thứ 3, bước cực kỳ basic, đấy là cream nha các cậu. Cream hay còn gọi là kem dưỡng ấy, thì nó sẽ giống như là cái bước phấn phủ cuối cùng ấy, là một cái chốt hạ tất cả những cái gì phía trước. Kem dưỡng rất là quan trọng ấy, tại bởi vì dù các cậu dưỡng cái gì phía trên, nhưng mà cái kem dưỡng này nó sẽ khóa lại tất cả những cái dưỡng đấy, khóa ẩm, khóa tất cả những cái dưỡng chất lại bằng một cái lớp cuối cùng, đấy là lớp kem dưỡng, để các cậu có thể ngủ ngon. Các cậu sau khi tỉnh dậy, các cậu ngày mai các mặt các cậu sẽ vẫn thấy các da kiểu căng ẩm, chứ không kiểu bị bong chóc khô nẻ. Mà nếu mà da mà bong chóc khô nẻ trời ơi, make up lên chắc chắn là nó sẽ cái kỳ và nói chung nó không đẹp đâu. Thì trong cái hũ này nó sẽ có này, ngải cứu này, diếp cá này và hoa súng. Ngoài ra thì cái hũ kem dưỡng dòng Zewadam Artemisia này nó có một cái công thức mà tớ rất là thích và tớ nghĩ là các bạn tuổi teen, các bạn mà da dầu mụn sẽ rất là thích. Đấy là cái công thức mà cân bằng lượng dầu thừa trong cái hũ kem dưỡng. Là bởi vì khi mà các cậu bôi cái dòng kem dưỡng này thì nó sẽ không kiểu nhờn quá, nó bị dày quá và nó bị dích quá, thì nó cái dầu trên da mặt nó vẫn kiểu ra ngoài, nó toát ra, xong cái kem dưỡng nó chưa thấm được vào trong. Vì lại vì là dầu nhiều quá thì nó sẽ kiểu giống như nhiều khi may chúng ta quẹt tay một cái là cảm giác nó nhờn nhờn và nó rất là khó chịu lên da. Thì cái công thức này nó đặc biệt phù hợp cho các bạn mà da mà kiểu nhiều dầu và toát nhờn nhiều ấy các cậu. Nhưng mà không vì thế mà cái dòng kem dưỡng này nó không có cái khả năng cấp ẩm sâu. Thời buổi này rồi, hầu như tất cả những cái dòng serum, emulsion hay là cream thì nó đều quan trọng, có một cái chức năng cực quan trọng, đấy là cấp ẩm sâu. Tại vì như chúng ta đã biết một cái câu mà rất là quen trong cái việc mà skincare, đấy là khi mà da khỏe thì nó sẽ làm tốt mọi chức năng khác. Thì cái hũ kem dưỡng này nó có cái khả năng có thể làm dịu những cái vết mụn, sưng đỏ, vết viêm, sưng đỏ về da, và có khả năng chống oxy hóa. Và tại sao phải chống oxy hóa? Tại vì cái môi trường này, cái môi trường sống bây giờ nó rất là độc hại. Bạn nào mà sống ở thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh, thì các cậu sẽ thấy là cái mức báo động ô nhiễm không khí lúc nào gần như là tớ thấy quái nào nó cũng ở báo động đỏ. Nên nó cực kỳ ô nhiễm, và chúng ta nhất định phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ da mặt nha các cậu. Đó, kể cả virus hay không virus, có bệnh hay không dịch, nhưng cứ ra được nhớ là phải đeo khẩu trang đấy. Đó, thì những cái chức năng như thế nó rất là quan trọng, và các bạn nên tìm một cái dòng kem dưỡng nào mà nó có những cái thành phần như thế, tại vì nó sẽ về lâu về dài nó sẽ giúp cho các bạn có một cái làn da khỏe. Cái bộ sản phẩm Zewadam Artemisia này của The Face Shop thì có thể dùng cho nhiều loại da, ví dụ như là da đang bị thiếu độ ẩm này, da bị mụn viêm, sưng đỏ, hoặc là da đang cần được phục hồi sau khi mà chúng ta chữa mụn, hoặc là sau khi mà chúng ta sử dụng những cái biện pháp ví dụ như là lăn kim này hoặc là phi kim. Nói chung là khi mà chúng da chúng ta đang yếu ấy các cậu. Ngoài ra thì các cậu có thể dùng bộ Zewadam Artemisia này như một thói quen skincare hàng ngày, vì rất là đơn giản, chỉ có 3 bước tiện lợi luôn và có sẵn luôn rồi ấy. Mở bài trên bài kết bài nhớ nha mọi người. Và quan trọng hơn là chúng ta phải dưỡng ẩm căng mịn để có thể giữ trọn được thanh xuân nha. Ta-da! Đấy, rất là đơn giản. Video thì có vẻ dài, nói có vẻ nhiều, nhưng chung quy lại là chỉ có mở bài, thân bài, kết bài, đúng 3 bước dưỡng da cực kỳ cơ bản. Mở bài thì là toner, thân bài thì là serum hoặc là emulsion, còn kết bài chắc chắn là cream. Đơn giản nha các cậu. Đấy, nhớ đơn giản như vậy luôn. Và đấy, bình thường nếu mà ở nhà tôi không đi đâu là tôi chỉ có như vậy. Nhưng mà nấm mà ló mặt ra ngoài thì phải bôi kem chống nắng, nhưng mà tôi đang ở trong phòng nên là chỉ vậy đó. Thanh xuân nó phải được níu kéo bằng cách chăm chỉ skincare nha các cậu. Cái đợt Tết này thực sự là cảm giác là bị lười biếng, nhưng mà may mà mình mang đúng đồ về đi theo,
thật sự là hài lòng, chứ không kiểu dạng như là lại Tết lại phải 29-30 Tết lại phải chạy đi đâu mua, hoặc là đến mùng 2 người ta vừa mở hàng chạy đi mua mỹ phẩm thì kỳ lắm. Không, trong khi nhà mình có rất là nhiều mỹ phẩm. Nó lại nhớ năm ngoái, nếu như các bạn có xem cái video mà make up đón Tết của tớ mà sử dụng toàn bộ đồ của The Face Shop ấy, nếu như các bạn nào muốn xem lại cái video đấy thì các bạn có thể xem lại ở đây nha. Năm ngoái nhìn mình khá là xinh xẻo chứ, tóc cũng khác, năm nay có vẻ hơi thục nữ hơn một chút xíu tại vì mẹ thích vậy. Ok, và cảm ơn các bạn đã dõi cái video này, và nếu như các bạn nào thích cái bộ sản phẩm Zewada Artemisia này, các bạn có thể mở cái phần mô tả ra, tôi sẽ đặt thông tin sản phẩm để các bạn có thể tham khảo kỹ hơn, cũng như là lựa cho mình được những cái sản phẩm mà đúng đắn cũng như là phù hợp với làn da. Và quan trọng là nhớ là chúng ta đang lão hóa từng ngày, phải giữ thanh xuân, giữ trọn thanh xuân. Sao nghe giống như là cái quảng cáo của cái bài hát à, hay là cái gì nhỉ? Ok, và bye bye, chúc các bạn sẽ luôn xinh, cũng như là đừng quên để thăm fanpage và Instagram của tớ để không bỏ lỡ một cái update thông tin nào nhanh nhất. Với lại các cậu đã tham gia cái hội kín bí mật của chúng ta chưa? Tớ sẽ cũng sẽ để link dưới phần mô tả nhé. Và nhấn like và subscribe cho channel mấy nhỏ này để nghe được một chữ sắp. Bye 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 bye